đây không lâu, chúng tôi có giới thiệu đến quý vị bài Những cửa ải giam cầm nhân loại. Có đề cập đến thế giới tình cảm, thế giới nhân quả. Và trong một tìm hiểu hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị nghe tiếp phần sau đây là Thế giới ngã chấp. Con người trên địa cầu của chúng ta vốn bị nhốt trong hai cánh cửa. Thứ nhất là tình cảm, thứ hai là nhân quả. Bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ đau khổ lắm rồi. Nhưng thật ra lại còn có một cái cửa ải thứ ba nữa. Cái cửa ải thứ ba này là gì vậy? Đối với những người thông minh, họ biết rằng làm chuyện xấu thì sẽ gặt hái kết quả xấu, còn làm chuyện tốt thì được hưởng tốt. Cho nên họ không làm tốt, mà cũng chẳng làm xấu nữa. Như vậy thì đến thế giới thứ ba, sẽ ra sao? Nếu cái thế giới thứ ba này không có những hệ thống để mà ngăn chặn khác, thì những người này có thể đi thẳng lên thiên đường. Không làm việc ác, rồi cũng không làm việc thiện, thì tâm của chúng ta chưa chắc đã là lương thiện. Mà có thể rằng chúng ta đã có một kế hoạch rất chu đáo, vốn biết rằng làm thế này sẽ bị kẹt, làm thế kia cũng sẽ bị kẹt, cho nên chúng ta nghĩ rằng hãy đợi khi lên được trên đó, rồi hãy tính sau. Trên thế giới thứ ba này, có thể có những thiên nữ rất đẹp, tại sao lại để tình cảm ở nơi đây, để rồi bị kẹt? Cho nên quyết định từ nay chúng ta sẽ không cần có tình cảm nữa, việc xấu sẽ không làm, mà rồi việc thiện cũng không, để rồi xem có thể vượt qua được hay không. Thật ra cũng không vượt ra được đâu, bởi vì thiên nhân đã nghĩ kỹ hết rồi. Những thiên nhân này vốn thông minh hơn chúng ta mà. Vậy thì thế giới thứ ba này lấy gì để mà nhốt người ta lại? Đã không có tình cảm, không làm tốt, lại cũng không làm xấu, thì còn có cái gì để mà nhốt người ta được? Thế giới thứ ba vốn là năng lực của tạo hóa. Phạm thiên là tạo hóa trong tam giới. Cho nên chúng ta có nhận thức được tạo hóa, thì cũng chỉ là thế giới thứ ba mà thôi. Tại sao thiên nhân cho chúng ta năng lực của tạo hóa, mà chúng ta còn bị trói buộc như vậy? Cũng chỉ bởi vì chúng ta đến nơi đó, mà hãy còn cái ngã chấp. Chúng ta hãy còn nhắc nhở mình, đừng nên làm tốt, cũng đừng nên làm xấu. Chúng ta hãy còn có năng lực, trí thông minh, và ý chí để mà khống chế bản thân mình, thì hãy còn có ngã chấp. Nếu như có năng lực và thần thông, thì có thể tạo ra một số thứ gì đó, và rồi sẽ lại càng kiêu ngạo. Chúng ta có thể tự nhủ, ồ hay quá, hiện giờ tôi có thể làm thơ, tôi có thể đánh đàn, có thể vẽ tranh, việc gì tôi cũng có thể làm được, tôi đã có rất nhiều khả năng xuất hiện. Và rồi càng xuất hiện nhiều khả năng lại càng kiêu ngạo. Vì vẫn còn trong tam giới, không thể kiềm chế ngã chấp, không trau dồi đạo đức, hằng ngày không dìm cái ngã chấp của mình xuống, không chịu học hỏi lòng khiêm nhường. Chúng ta cứ càng được nhiều, càng sáng tạo nhiều, thì chúng ta lại càng kiêu ngạo. Cho nên chúng ta sẽ bị kẹt ở nơi đó. Chúng ta càng có thông minh, càng có tài, thì chúng ta lại càng kiêu ngạo hơn. Chúng ta có thể tự nghĩ, tôi cũng có lòng sám hối mà, nhưng mà người kia không có. Ngay cả cái lòng sám hối cũng có thể khiến cho chúng ta kiêu ngạo. Bất cứ cái gì chúng ta có thể tạo ra được, đều có thể khiến cho chúng ta kiêu ngạo. Cho nên nó rất khó mà vượt qua được thế giới thứ ba này. Hầu hết mọi người đều bị luân hồi trong tam giới, bởi vì họ thường cho rằng mình thật tài giỏi, thật vĩ đại. Còn có những người có lòng khiêm nhường thì hay nói, ồ tôi rất khiêm nhường, tôi khiêm nhường hơn ai hết, còn có ai có thể khiêm nhường hơn tôi. Thật tình thì những thiên nhân này rất là cao siêu. Họ đã có một cách duy nhất để mà khống chế nhân sinh. Cũng bởi vì chúng ta quá sức thông minh, cái gì cũng biết làm, chúng ta có thể mò đáy biển, vượt siêu không gian, ngay cả hỏa tinh cũng lên được, mặt trăng cũng đã tới rồi. Vậy thì còn ai có thể ngăn cản được chúng ta? Ngay cả chính chúng ta còn tự sát hại lẫn nhau, chúng ta còn có sợ ai nữa đâu. Quốc gia này muốn xâm chiếm quốc gia kia, người này muốn giết người khác, tạo ra một bầu không khí tranh chấp, một mất một còn. Tranh giành nhau mỗi ngày. Đối với đồng loại của chính mình, chúng ta không có sự thông cảm. Như vậy thì chúng ta còn có sợ ai nữa? Còn đối với những thiên nhân, bởi vì chúng ta không thấy, cho nên họ không có quan hệ gì với chúng ta hết.
Cái hệ thống trong tam giới này tạo ra để nhốt chúng ta lại, quả thật, bất khả tư nghị, nó quảng đại hơn bất cứ thần thông nào. Chứ nếu không, thì những thần thông mà chúng ta đã học được từ trước, 30 cửa ải chúng ta cũng có thể xông qua được, huống chi chỉ có tam giới mà thôi. Trong mỗi người chúng ta đều ẩn tàng một thiên đường mộng ảo thuở thanh xuân, ở cách tuổi thần tiên mà nở áo cơm chưa tàn phá hình hài, lòng ước vọng cao xa còn nồng nàn như trăng lên hoa nở. Cái tuổi thần tiên đó, bên mẹ bên cha, bên bút mực sách đèn với tâm tình trong sáng dịu vợi, với mộng mơ ảo ảnh thiên thần, thế giới chung quanh mở ra như một rường hồng diễm tuyệt, như một phép lạ của Phật tiên. Ta ngồi nhớ chuyện ngày xưa tấm cam, thuở bụt thân còn thương xót nhân gian, thuở ngây thơ đêm mộng thấy thiên đàng, đời rất đẹp và ước mơ rất nhẹ. Ta tiếc nuối những ngày xưa còn bé, sách vở nhà trường và cơm áo mẹ cha, những lúc buồn tưởng thấy buồn hiện ra, ban phép lạ và đôi thay tất cả. Ngày nay lớn lên tuổi đời lần lần, tay trắng tự mình định đoạt tương lai, giấc mơ ngày xưa không cánh mà bay, bụt thân đã bỏ đời đi đâu mất. Có những lúc ta buồn không tả được, đời lọc lừa và nhân thế điều ngoa, thèm một niềm tin để đợi để chờ, để hy vọng như ngày chưa khôn lớn. Ai có dư bụt thân xin cho mượn, kéo ta ra khỏi thế giới u trầm. Ngày bây giờ đừng hứa đến ngàn năm, ta sẽ chết mỏi mòn trong chờ đợi. Tấm cam thuở bụt thân còn thương xót nhân gian, thuở ngây thơ đêm mộng thấy thiên đàng, đời rất đẹp và ước mơ rất nhẹ. Ta tiếc nuối những ngày xưa còn bé, sách vở nhà trường và cơm áo mẹ cha, những lúc buồn tưởng thấy buồn hiện ra, ban phép lạ và đôi thay tất cả. Ngày nay lớn lên tuổi đời lần đận, tay trắng tự mình định đoạt tương lai, giấc mơ ngày xưa không cánh mà bay, bụt thân đã bỏ đời đi đâu mất. Có những
buồn không tả được. Đời lọc lừa và nhân thế điều hòa, thèm một niềm tin để đợi để chờ, để hy vọng như ngày chưa khôn lớn. Ai có dư bụt thân xin cho mượn, kéo ta ra khỏi thế giới u trầm. Ngày bây giờ đừng hứa đến ngàn năm, ta sẽ chết mỏi mòn trong chờ đợi.